Chào mừng quý cô bác và anh chị đã trở lại với Long Việt Bất Động Sản Hôm nay rất là lâu rồi Chúng tôi lại lên sóng Giới thiệu với quý cô bác và anh chị Một bất động sản tại thành phố Tam Điệp là Một trong những mảnh bất động sản Đẹp nhất nhì của khu vực Vòng Xuyến Cũng như là khu vực Tượng Đài Tượng Đài Quân Trung Hoàng Đế Mảnh bất động sản hôm nay Chúng tôi giới thiệu đến quý cô bác và anh chị Có diện tích là 175m2 Mặt tiền là 7m Và chiều dài là 25m Nằm ngay mặt tiền của đường Trần Hưng Đạo Để đến với đường Trần Hưng Đạo Thì rất nhiều quý cô bác anh chị đã biết là Đồng Giao Tam Điệp Có một cái vòng xuyến Mà chúng tôi vẫn nói là to nhất nhì vịnh Bắc Bộ Thì quý cô bác anh chị Đi đến vòng xuyến Trước mặt của công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Tức là bên tay trái tôi đây Thì có một cái đường các bạn dễ phải Dễ phải chạy vào À, đến vị trí tôi đang đứng đây Từ đây đến vị trí vòng xuyến Nó rơi vào khoảng là 150 mét Thì quý cô bác anh chị đi đến hết đường Và hiện nay thì con đường trước mặt chúng tôi là đang Được đổ bê tông tới cái vị trí này Là vị trí cuối cùng Và giới thiệu với quý cô bác anh chị là toàn bộ cái khu vực Đằng trước mặt đây là khu vực công viên Chính là công viên Tam Sơn Công viên Tam Sơn trải dài từ cái vị trí mà Vuông góc với vòng xuyến cho nên kéo dài đến cái ngọn núi 3 bên kia. Các bạn nhìn thấy ở đây thì chúng tôi anh chị em chúng tôi ngày xưa ở Đông Trường ấy thì hay gọi là có ba ngọn núi, tức là núi 1, núi 2 và núi 3. Núi 1 thì ngang với mầm non Việt Thắng. Và ngọn núi 2 là cao nhất đến ngọn núi 3 thì cái công viên Tam Sơn nó nằm toàn bộ cái khu vực này. Cái đường Trần Đứng đạo này cho đến từ thẳng cổng trường Mầm Non Việt Thắng chạy lên tới đây. Được quy hoạch là 20,5 mét và nó sẽ kéo dài cho lên tới khu 2 mét ta quay hình ảnh flycam các bạn sẽ nhìn thấy là cái trục đường này nó chạy thẳng tức là từ mầm non Việt Thắng và sẽ quy hoạch con đường là chạy lên tới trung tâm của chạy vòng tức là chạy vòng là tiếp giáp với khu 2 mét ta tức là trước mặt của khu 2 mét ta là xây dựng quảng trường của thành phố Tam Điệp ở giữa khu 2 mét ta và cái vòng xuyến Tam Điệp này được lựa chọn làm quy hoạch là trung tâm thương mại và siêu thị mảnh bất động sản hôm nay giới thiệu với quý của bác anh chị là nó tiếp giáp với cái căn nhà đầu ve như này rất là đắc địa bây giờ xin mời quý của bác anh chị cùng chúng tôi đến tham quan xin mời giới thiệu với các bạn hôm nay đồng hành cùng chúng tôi quay video là anh Tuân Sport chuyên gia caramel và có bác Lộc bác Lộc Hương địa nước cũng đang à, đứng xem chúng tôi review thì thưa quý cô bác anh chị là cái mảnh đất 7 m x 25 mặt đường Trần Hưng Đạo là vị trí số 03. Ở đây nếu mà theo bản đồ thì nhà số 01 chính là cái nhà đầu ve này. À, mảnh tiếp theo là mảnh số 02, tức là A02 thì là cũng 7 m x 25. Thì à, từ cái căn nhà này tính ra 7 m thì à, cái vị trí của nó bắt đầu từ cái phần chỗ cây chuối này trở ra Hiện nay cái mảnh đất mà 7m x 25 này tổng diện tích là 175 m2. Nhìn thẳng ra khu vực công viên công viên Tam Sơn. Vị trí đất rất rất là cao giáo bằng phẳng. Các bác anh chị nhìn đây. Thậm chí nó còn cao hơn một chút nữa cho nên là khi mà làm móng xây nhà thì chắc chắn là cô bác anh chị sẽ phải đào bớt đất đi. Và cái nền đất ở đồng dao này thì rất là chắc chắn. Hiện nay cái vị trí này là cái phần điện nước là đã kéo được về đây đầy đủ. Cho nên là rất là thuận tiện cho quý cô bác anh chị xây nhà và cái điểm điểm đặc biệt nhất của cái mảnh đất này nó đắc địa ở chỗ là nhìn ra công viên. Vâng. Tức là đã nhìn ra công viên và nếu mà nói về đẹp đẹp và đắt thì thưa quý cô bác anh chị là có đường đồng giao của Tam Điệp và tiếp đến chính là cái mặt đường Trần Hưng Đạo này. Đường Trần Hưng Đạo. Hiện nay là quy hoạch từ đường trường mầm non Việt Thắng cho đến vị trí tôi đang đứng đây ngang với vòng xuyến của Tam Điệp. Thì con đường được quy hoạch là 20,5. Mà toàn bộ cái view của cái mảnh đất này nhìn ra rất là đẹp, rất là thoáng. Mà quý cô bác anh chị mua cái mảnh đất này thì chắc chắn là cái giá đất sẽ là tăng rất nhanh khi mà có bắt đầu Tam Điệp khởi công xây dựng công viên và quảng trường. Rất là thuận tiện cho quý cô bác anh chị Thứ nhất là đầu tư, thứ hai nữa là xây dựng các quán cà phê hay là các quán ăn hoặc là xây dựng để cho thuê. Mặt tiền của cái mảnh đất này nhìn ra công viên và phía đằng sau của chúng tôi, tức là từ vòng xuyến trở lên thì Tam Điệp đang xây dựng công trình là mặt đường 70m đường đôi nối lên với cái đường dẫn lên cao tốc. Tức là quý cô bác anh chị mà về với Tam Điệp Đồng Giao thì cái đường dẫn cao tốc sẽ kết nối cùng với cái khu vực của thống nhất hay là sòng vạn thì quý bác anh chị đi vào đây và đường 70 m đang được gấp rút hoàn thiện rồi ở xung quanh vị trí này rất là nhiều các cơ quan các cơ quan trường học và là một trong những nơi các bạn biết là vòng xuyến ở đâu thì trung tâm ở đấy cho nên là hiện nay là cái đường đồng giao đang được xây dựng khá là nhiều các cơ quan hành chính sự nghiệp đang tập trung về đây cho nên là trong một cái tương lai thời gian ngắn nữa thôi thì cái vị trí này nó cũng sẽ là một trong những trung tâm của thành phố Tam Điệp. Đặc biệt là cái khu 20 ta các bạn nhìn thấy là rất là đẹp. Hệ thống đường điện đã kết nối hoàn toàn và buổi tối thì thắp sáng gần như là toàn bộ khu 20 ta. Từ, từ vị trí này xuống với trường mầm non Việt Thắng dự kiến khoảng 500 m 500 m thì ở khu vực đó là có trường cấp 3 Nguyễn Huệ, trường cấp 2 Đồng Giao, trường mầm non Bắc Sơn như rất nhiều các quán ăn nhà hàng tập trung ở khu vực đường Đồng Giao. Vâng và nói nếu mà nói về cái vị trí đắc địa như này thì giới thiệu với quý cô bác anh chị rằng đường Trần Nương Đạo là một trong những con đường đẹp thứ nhì sau đường Đồng Giao của thành phố Tâm Điệp thì cái mảnh đất này 7 m x 25. Chúng tôi đang giới thiệu đến với quý cô bác anh chị thì đang có giá chúng tôi chào bán là dưới 3 tỷ đồng. Dưới 3 tỷ đồng cho 175 m vuông thì quý cô bác anh chị nào quan tâm đến mảnh đất này xin mời liên hệ với Long Việt bất động sản số điện thoại của tôi là 085 928 7777 số anh Tuân Bát đang quay video là 0964 30888 chúng tôi sẽ trực tiếp dẫn quý cô bác anh chị đến xem thực địa của mảnh đất cũng như là vị trí địa lý của toàn bộ cái khu vực công viên Tam Sơn cũng như là cái khu vực tượng đài Quang Trung Hoàng Đế đang được xây dựng trước mặt là khu 2 chúng ta các bạn quan tâm thì đến trực tiếp chúng tôi sẽ nói chi tiết rõ hơn cũng như là cái vị trí đắc địa của mảnh đất này. Thì như các bạn cũng đã biết là với quảng trường của thành phố Ninh Bình thì rất nhiều quý cô anh chị cũng nắm được là nó giá nó rơi vào tầm 450 thậm chí 60 70 triệu một mét vuông. Thì với cái mảnh đất này 175 mét vuông với có giá chưa đến 3 tỷ đồng và tầm 16 triệu mét vuông, 16 triệu một mét vuông so với giá đất của quảng trường trung tâm thành phố Ninh Bình. Dĩ nhiên là Tam Điệp thì so với Ninh Bình thì nó hơi khập khiễng. Nhưng mà quý cô bác anh chị rằng cái với mặt tiền của cái khu vực quảng trường mà ở Tam Điệp mới đang có 16 triệu, 16 hơn 16 triệu một mét vuông. Một cái giá quá hợp lý cho quý cô bác anh chị về đây đầu tư. Đấy chính là một giá trị thật, giá trị thật chứ không phải là giá trị ảo. Cho nên là quý cô bác anh chị nào mà đầu tư thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý cô bác anh chị tham quan một số những cái khu vực đất mà nó có tiềm năng phát triển của thành phố. Xin chân thành cảm ơn quý các anh chị đã theo dõi video clip của chúng tôi và xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý các anh chị trong những video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại.